Mày mình chuẩn bị đi đâu đây con? Con chuẩn bị đi Việt Nam. Mình Bây là ta Bây giờ là mấy giờ rồi? 5 giờ. Con chuẩn bị đi Việt Nam. Rồi, Thiện Tâm, con chuẩn bị đi đâu, Thiện Tâm? Con chuẩn bị đi Việt Nam. Đi Việt Nam thăm ai? Thăm bà ngoại. Rồi ai nữa? Rồi thăm ai nữa? Thăm ông ngoại. Sao ông ngoại? Rồi. Lát nữa nói 20 khoảng nhiêu ta? 24 tiếng nữa gặp lại nhau bà ngoại. Ui trời ơi, người ngủ dậy sớm còn mệt hả con ha? Ngáp mà. Thôi mình lên trên máy bay mình ngủ nha. Dạ, rồi thương quá. Giờ chuẩn bị đi nha. Đi bằng gì? Đi bằng gì? Đi bằng máy bay hay đi bằng xe hơi? Đây, lên đường về thăm mẫu hậu và hoàng thượng. Đó, định làm bất ngờ nhưng mà bị phát hiện rồi. Đúng là không có gì mà dối được mẫu hậu hết á. Cho nên giờ mẫu hậu biết rồi, 24 tiếng nữa là được gặp mẫu hậu với hoàng thượng. Gặp tía má, trời ơi, được gặp ba mẹ vui lắm nha bà con. Bên đây là mới có 5 giờ rưỡi sáng à, mà 5 giờ rưỡi sáng là trời sáng trưng à. Tại đây là mùa mùa xuân rồi, gần tới mùa hè rồi. Mình đi đâu đây? Hai đứa? Không nói tiếng Việt, mình đi đâu? Không, Nguy. Là mình đi sân bay để làm gì? Để đi đâu? Đi Việt Nam để thăm ai? Rồi 24 tiếng nữa là về tới Việt Nam ha. Đến sân bay rồi, đến sân bay rồi. Đó, giờ đi tìm hai ư hai e hai e hai e đó B2A. Đó, đến sân bay an toàn. Và nous sommes arrivés à l'aéroport. Bah, merci beaucoup, papa. Papa d'amour, c'est papa qui nous a accompagnés. J'ai dit papa, c'est le papa de mes enfants. C'est mon mari. Voilà, waouh. Đi đi. Rồi đi. Vậy giờ mình đi đâu? Mình đi ra máy bay. Mình đi ra máy bay còn có giờ mà. Rồi đi đi. Trời ơi sao mệt con quá. Đi đi. Đi đi. Nói tiếng Việt. Rồi đi từ từ. Đó đi. Con đi đâu? Đi ra máy bay nè. Rồi đi đi. Đi từ từ đi. Bonjour. Từ từ Thiện Tâm ơi, từ từ. Không, không có đi vô đó, không có đi vô khúc đó. Giờ đi vào đi. Đi vào đi, các con phiền quá. Excuse me. Từ từ, đừng có hối em. Em nó nhỏ mà. Đó. Rồi đi đi, đi đi. Trời ơi, con em nó vậy đó chị ơi. Đó. Đường về nhà không xa lắm, càng ngày càng gần lại. Rồi, máy bay. Ồ, có máy bay bay kìa. Về máy bay đang bay, có máy bay đang hạ cánh luôn kìa.
Mình là 35KL. Rồi. Đi vào khoang máy bay. Xin lỗi. Đi, tránh ra cho chú đi qua. Đó, đi lên máy bay. Rồi Minh Tâm, Thiện Tâm đi lên đi. Tu te calmes mon bébé, tu te calmes, tu me parles autrement. On est, on part en vacances, on se calme, on s'énerve pas. Voilà. Sao? Mày con cảm nghĩ của con, cảm nhận của con làm sao? Hả? Cảm nhận của con đi bye bye làm sao? Con vui hay con buồn? Ôi, đi về Y ơi. Mình đi đâu đây? Đi về bàn ngoài. Thiện Tâm, làm gì mà làm con đi đâu đây? Đi bàn ngoài. Ừ, giờ con đang làm gì đó? Con gắn cái telecommon vô hả? Ừ, con để đi. Nè, chào một cái đi. Ôi, con ăn sandwich. Ừ, ăn. Ngon, làm ngon. Ừ. Thì con ăn, nói tiếng Việt. Thì con ăn, con lấy con ăn đi từ từ, khoan để mày lấy cho. Đó. Pour avoir les cheveux électriques. Thiện Tâm. Thích không? Dạ. Dạ thích hay không thích? Dạ. Dạ thích hay dạ không thích? Dạ thích. Ồ, nhìn thấy nhà kia, nhìn nhà kia. Quay nhìn lại đi, quay nhìn gì có sổ. Minh Tâm thích không? Sợ sợ đúng không? Sợ sợ, hơi sợ sợ.